Hello, nhà mới anh em. Chào buổi sáng. Nhà mới thật chúc anh em thật nhiều niềm vui anh em. Bữa nay trời gió bắc hơi lạnh lạnh anh em. Rồi để phép cập nhật xe cũng như giá để anh em tham khảo mà liên hệ ủng hộ phép nha anh em. Cửa hàng xe máy Khánh Phép, địa chỉ tại ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hồng Lấp, tỉnh Kiên Giang nha anh em. Rồi, vào công việc chính anh em ơi. Hai càng 210 mới về nha anh em. Xe chất quá chất anh em ơi. Xe dầm có bô với cục máy mắc ghiền nữa ha. Đã quá. Rồi. Đúng chắc xe zin 2010. Còn này chốt rồi nha nè. Bị Thái này trường đang làm thủ tục hồ sơ giấy tờ để gửi cho khách hàng nha nè. Ủa cái khu 2 này là sao em? Bán chưa? Bán rồi hả? Cái nào bán rồi thì báo bán rồi nha em. Này SH150. Bản này bản CBS 2017 ha. Xe rất là đẹp. Anh em giờ màu trắng. Hai rì bọt luôn anh em ha. Giá 84 triệu nha em. Hồ sơ thì thêm lúa vô. Còn này Avalanche 150 ha. 46. Avalanche 150 ABS 2 thắng luôn. Xe này thì phép có quay video rồi. Ha. Còn này thì cái tên gì quên hoài. Genio, xe này xe nhập Indo anh em. 34 triệu, xe mới chát anh em. Xe chạy chưa được 1000 cây. Ha, mới trong hãng dắt ra vậy đó. Này qua Rio, qua Rio ha, giá cho điên hết. Này qua Rio mẫu cũ anh em. Hai chiếc trong đó là mẫu mới đấy. Chiếc đỏ 45, chiếc trắng 46. Chiếc đỏ thật ra nó màu đen nha anh em. Tại anh em người ta dán thêm chùm á. Chứ nó màu đen. Rồi cái này thì mẫu cũ nha, mẫu huyền thoại đây, mẫu được nhiều người em yêu thích. Giá 57 triệu. Huyền ít. Giá chạy niên anh em ha. Số 32 là 32 triệu đó. Suzuki Raider. Suzuki Raider được em sơn cái màu rất là đẹp như em. Đẹp lắm. Đi cái bộ tem nhìn nó cũng hợp anh em ha. Vàng đen. Giá cho niên anh em ha. Suzuki GSXR năm nay phải bán 45 triệu như em. Sonic. Clip này chạy mới có ngàn mấy cây vậy nè. Quay ít chai đem, hôi quá. Thấy không? Ngàn bảy cây à. Như xe thùng. Manh khì. Lùng tè luôn nha anh em. Còn này này cúp tâm châm. Cái này Exeter màu xanh GB anh em ha. Xe này đấu ít đi ha. Chỗ trước chỗ sau gì chưa có đụng chạm gì hết. Đó. Còn dậy luôn á nè. Bởi thành ra giá cũng hơi tê anh em ha. Tại vì xe người ta giữ kỹ á. Điên hơn. 26 triệu đi năm, xanh trắng. Raider. Raider là 32.
giấy tờ thêm phí anh em. ZX ZX thì phải không nhớ luôn, không nhớ giá nè, để nó ghi nhận sau nữa anh. Giá trên liền anh em ha, Pu X 34 triệu, Black 28 triệu, chiếc 27, chiếc 27 này lên Thái rồi nè. Do số lượng xe nó hơi nhiều thành ra phép chỉ quay lướt ngang anh em ha, không có chi tiết nổi đâu. Chi tiết nữa là thời lượng video nó dài lắm, anh em cần chi tiết thì anh em liên hệ số của anh Trường sang nè, số của anh Trường hoặc sang nè ha. Đây nè, có cả Zalo luôn, hai em nó sẽ đi chi tiết cho anh em. Khu 1 30 alpha lốc trắng 24, neo này 30 nha anh em, neo 24, neo này cũng 24 luôn, neo này 26, khu mẫu led này 26 ha, xe đang còn rất là mới. Còn khu đen này 24, Sirius FI 14 năm anh em ơi, màu cam đen rất đẹp, rất là mới. Nguồn súp bê này giống súp bê Thái lắm đó nè, súp bê bình đăng Thái 20 21, nó phải lốc đen 245 chuẩn lốc đen anh em ha, 25 triệu, 24 triệu, 30, 24 ha, hai con súp bê 2.3 đồng giá anh em ha, đồng giá 24. Ở thắt ý 2.6 có 48 triệu rồi nha anh em, Suiva 15 triệu, Custom 70, hải quan chính ngạch luôn nha anh em, xe này xe hải quan luôn đó, 32 triệu. Phu X cũng vậy, 32 triệu luôn, giá trình yên luôn ha. Xe máy đạp 45 triệu ha, xe để những anh em sưu tầm đam mê đồ cổ nè ha, rất là độc lạ luôn, có 102 luôn nha anh em. Này Avalanche 49 triệu, cái máy bao gắt, máy bao gắt nha nè, 49 triệu, cả hồ sơ cho anh em xa luôn. Funeo FI 209, 208, 39, GT 32, quay 110 Thái 36 triệu, máy zin nguyên cục, nguyên cục máy chưa đụng gì hết, kể cả sơn luôn ha, đó nổ anh em thấy. Chi tiết anh em liên hệ số Trường 0961374375 và sang là 0325555330, số hai số của em nó đều có Zalo hết. Cái này lốc đen 25 triệu, những con phu hai này là những con phu hai tiễn không nha anh em, giá 30 trở lên ha, giá trình điên tôi có ghi rõ hết đây, anh em quán xem để nó phải không có báo giá, có báo đó tại em chịu xem. Superim biển số 4 quý 3, biển 83,
cho anh em 83 ha. Đó. 42 triệu. Xếp bang này 32 triệu. Còn hai này 8 chốt. Rồi, tiếp tục về cửa hàng này nha anh em. Giữ xe này thì giữ xe phổ thông y mọi khi anh em ha. Chiếc quay được dọn rất là ngầu anh em. Giá 19 năm nha anh em. Giá này nè, giá ghi trên yên nó bị bay là ghi biển số. Hẹp giá rẻ nha nè. Mấy dãy này như mỗi khi anh em ha, đều có báo giá đều đều hết. Neo bạc anh em ha. Neo bạc Vision Lexico. Anh em quan tâm giá anh em gọi giùm Trường Sang nha anh em. Giá ở trên điện hết anh em. Chỉ báo không có nổi. Xì bo FX đầy đủ ha. Nô 4. Châm lửa dọn. Châm lửa dọn, anh em về khỏi dọn ha. Đi đậu kiển đồ chơi 14 triệu rồi anh em. Anh pha tam xuyên cá ship ra ăn ghen ở đơn này xe hơi dơ bụi lắm anh em, lấy xăm dạy cúp anh em ha. Cúp mấy dãy xe này của anh em nào chốt thì ở tranh thủ rước ra anh em ha, rước về dọn dẹp để mình chơi. Rồi anh em quan tâm xe nào liên hệ số của hai đứa em nha anh em. Số của anh Trường là 0961 374 375, số của anh Sang là 0325 555 330. Rồi xin chào anh em.